Để chị không rọi vô đây, chị rọi đi đâu rồi? Không, không, rọi rọi vô nó bị chán. Rồi. Nói gì nè, giò nướng nè. À, để là giò nướng nè. À, đó. Chính cho tụi. Chạy lá. Chạy lá hết, nó đầy cùng cái lá rồi. Hột đâu, tao bón quay cái đầu vô tao có. Đó, chính chưa? Nó làm nó ăn trước rồi bây ơi. Đem vào tên kia không còn gì đâu. Ừ, ăn đi. Vô ngon vô. Chính rồi đó. Thôi để cho tiếu đi, cho nhà dạng tiếu đi ba. Ở bên kia chắc được đó. Oh my god. Dạ anh gì đấy, oh my god. Vô, con dạ anh không dạ rồi. Lết lát vô ngoại. Tám không? Ôi, ấy mới hành lên nữa hả? Thôi ăn này rất ngon. Thử mở mắt cặp thử đi. Nóng quá. Sáng chưa? Rồi. Đủ sáng chưa? Ừ, đúng rồi. Ừ, bắp ngọt đây rồi. Ngon. Ngon. Chị kêu con gái bà vô làm mở hành cho bà ăn. Không rồi. Ngon rồi. Thấy chưa? Được chưa? Được rồi. Còn hai. Mày bớt cạo đi luôn. Đi chứ. Bắp ngon, 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 ngon. Cái gì? Chả cắt đó cơ. Cái cục chả đó. Đó nè. Để mổ một chắc ra. Mẹ. Con ăn không được cái cây bắp đi rồi. Không có cây lắm, không có cây tròn nha. Ăn cây tròn quá không ạ, nghe chưa? Bữa đó nó đâu có gì.